Chiều chiều hai vợ chồng tranh thủ ăn sớm, đi dạo bộ quanh San Jose, hít thở không khí trong lành. Grosbeck Hill Park, đường đi thoáng mát, sạch sẽ và ít người. Đu vài cái cho đỡ mỏi chân, nhớ rửa tay nha, không cả nhà ăn Covid đó. Ôi trời, không biết chuyện gì xảy ra đây ta. Tình vỡ mộng, trai theo bồ, nhí gái theo trai tơ, người đứng lại bơ vơ và đơ như khúc gỗ. Đang quay cái cảnh xuống núi mà. Mới lội lên dốc, tính đi lại gần để ngắm mặt trời lặn, thì bị bọn nhóc cho chơi hút cần, thôi muốn ổn. Đi ngược hướng thì đụng phải cướp ngựa, thôi muốn xỉu. Bạn nào muốn đông vui hơn thì nên đi Communication Hill. Lội bộ lên xuống cầu thang ngày vài lần, đảm bảo mông nở eo thon như người mẫu, hái ra tỷ đồng một đêm. Còn một chỗ nữa đi bộ cũng khá đẹp ở San Jose, Municipal Rose Garden. Thường thì tháng 7 và tháng 8, hoa hồng đủ loại nở sặc sỡ. Đi với người yêu thì lãng mạn biết mấy. Chỗ này cũng như hai chỗ trước, kẹo dẻo cách mấy cũng đi được. San Jose đang bị cháy rừng trầm trọng nên hai vợ chồng bớt đi để khỏi bị ung thư phổi. Cảm ơn các bạn đã xem thước phim này.